biến cây xấu thành cây lùn lực có bệ đẹp hơn như thế nào? Xin được cây sung hình chữ P. Cây này người ta cuốn cái ngọn vào cái thân và nó dính lại. Kẻ mà có đủ bộ chữ cái thì cũng giữ cây sung này lại. Vẫn liệt cây sung này vào dáng cây cột điện, hạ thấp cái thân nó xuống còn 10 đến 15cm thôi. Những cái rễ này thì cũng thu gọn nó lại, cho cây nhìn nó gọn gàng và sau nó ra rễ con sẽ đẹp hơn. Và đây là kết quả sau 5 tháng trồng dưới đất. Giữ hai cái mầm và gọt lại bằng cạc. Còn đây là kết quả sau 12 tháng. Nếu mà các bạn có cây xấu ấy, thì những cái cây mà kiểu nó mọc thẳng tưng như này lên này mà mình muốn chơi cây lùn thì mình có thể cắt sát như này, cái tầm hai cái mầm nó đối xứng nhau. Nếu mà mình chơi cây như ở cây trực lắc ấy, hoặc cây bài đấy thì mình sẽ cắt gọn hai cái này, lấy cái mầm như này mình sẽ làm mầm ngang ra cái cành ngọn này lên trên này, không thì mình sẽ làm cái bệ này, là nó gần như kiểu cây giáng làng nhá, không phải là cây giáng làng, vì cây giáng làng thì phải là cái bộ rễ nó rất là quái. Bạn sẽ nuôi những cái mầm này nữa này, đấy, nuôi cho nó phành ra này, nghĩa là nó nhìn nó rất là quái cái thân này này. Đấy, thì bây giờ thì nó kéo sẹo cũng khá là ok rồi. Đấy, nó kéo như này là khá là ok rồi. Bây giờ mà kéo hết thì cái thân này nó sẽ rất là to. Và lúc kéo sẹo lại cái thân này thì nó lại cũng rất mất thời gian. Nên là chỉ kéo vừa vừa thôi, tầm nào đó thôi. Kẻ ra thì để thêm một ít nữa cũng được, nhưng mà tầm này cắt cũng được rồi. Đi như này thì nó sẽ ra nhiều cái mầm nữa. Đấy, những cái mầm này nó sẽ lại kéo cái sẹo cái chỗ vết cắt này. Và nó sẽ kéo thêm, nó sẽ to ra và nó sẽ kéo thêm vết sẹo này. Đấy, những cái mầm này này, đấy những mầm này nó sẽ kéo thêm này. Đấy, thì mình cứ nuôi cho nó kéo sẹo hoàn toàn lắm, phải sau mình sẽ đưa một cái bệ quý. Mầm này vẫn giữ nha, mình nuôi cái mầm này thì nó nở cái bệ. Từ một cây rất là xấu và đơ, bây giờ thì đã được một cái bệ là có nét, có hồn hơn. Thu gọn như này thì về sau nuôi càng ngày nó càng đẹp cái bệ hơn. Cách làm của mình thì nó khá là tốn thời gian, nhưng chắc chắn là tương lai nó sẽ rất là đẹp. Cây nó sẽ kỹ và mịn. Cây bên cạnh thì cũng trồng cùng thời gian. Làm kiểu này thì làm cây cũng được mà dâm cành cũng được. Nếu muốn nhanh thì các bạn trồng ngoài đất nhá. Nuôi một năm thì nó to bự luôn. Cây này nhìn gốc thì nó quái hơn này. Mình sẽ nuôi những cái mầm ở dưới vì sau cho nó bẻ nó đẹp hơn. Chủ yếu là nuôi cho nó kéo cái sẹo. Mình cứ nuôi những cái cành như này này, to ra, đấy, nuôi đều ra. Thì cái bẻ này nó càng ngày nó càng đẹp. Nửa năm nữa thì mình lại được một lần cắt giật nữa. Và lúc đó thì cái bẻ nó rất là xù xì. Những cái vết này này, về sau nó ra mầm nhá. Mình lựa lại thì mình sẽ gọt nó lại cho nó nhanh bó sẹo. Khi cái bẻ nó đẹp rồi thì các bạn làm cây nó rất là dễ. Còn hơn khi là cái cây nó thẳng như này mà bệ bên dưới thì không có, mà nó thẳng tưng như này thì làm gì nó cũng rất là khó đẹp.